Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Nhân dịp tới đến xuân về, Minh Phụng Music kính chúc toàn thể quý vị khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và team đang có mặt trên những con đường đầy nắng quen thuộc của Sài Gòn. Ở video hôm nay, các bạn hãy theo mình mang KS7S ra chành xe quận 6 đến cho anh khách tại Vũng Tàu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Tụi mình đã đến nơi nhận hàng rồi. Hai bạn nhân viên cùng nhau mang chiếc piano KS7S chậm chậm tiến lên xe, đang được bọc ni lông bảo vệ chống ảnh hưởng thời tiết và chạy xước thùng đàn. Cùng quà tặng cao cấp là chiếc ghế piano hiện đại, jack phone và hộp tai nghe chất lượng cao. Hàng đã cố định trên xe, chiếc Honda nổ máy và lăn bánh. Theo xe lên đường thôi. Anh em ơi, tìm đến chành rồi thì tranh thủ làm giấy tờ cho nhà xe. Hãy cùng mình tìm hiểu những điểm nhấn hiện đại trên chiếc piano KS7S nhé. Đàn 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc khổng lồ, 192 polyphony, số lượng bài hát siêu ấn tượng với 100 bài, 30 âm sắc. Chức năng trên piano điện này thì anh em đừng nên bỏ lỡ. Với metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, slip mode chia bàn phím, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây với các app học nhạc như là Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn, giúp anh em tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng khi mua piano Custom KS7S tại Minh Phụng Music. Các bạn sẽ được bảo hành lên đến 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Còn đây là những hình ảnh chiếc piano KS7S đã nhận được rất nhiều sự tin yêu, lựa chọn của đông đảo khách hàng gần xa tại Minh Phụng Music. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0917686606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.